Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 99 ngày 1. Nhìn biết Chúa, Kinh Thánh OC đoạn 6 câu 1 đến câu 3. Câu ghi nhớ đoạn OC đoạn 6 câu 3. Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va, chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai. Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa cuối mùa tưới đất. Chúng ta đọc Kinh Thánh trong OC đoạn 6 câu 1 đến câu 3. Kinh Thánh Cựu Ước trang 810-811. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã xé chúng ta, xong Ngài sẽ chữa lành cho. Ngài đã đánh chúng ta, xong sẽ buộc vết tích. Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va, chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa cuối mùa tưới đất. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ ở trong câu số 3. Câu số 3. Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va, chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai. Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa cuối mùa tưới đất. Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va, chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai. Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa cuối mùa tưới đất. Trong phần tìm hiểu, theo phân đoạn Kinh Thánh này, em khoanh tròn cụm từ cho biết lời mời gọi của Chúa dành cho con dân Ngài. Ở đây chúng ta thấy rằng có từ hãy đến, đây là lời mời gọi. Là gì nữa? Chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã xé chúng ta, xong Ngài sẽ chữa lành cho. Ngài đánh chúng ta nè, Ngài đánh chúng ta xong sẽ buộc vết tích. Ngài chữa lành nè, Ngài chữa lành. Rồi khá nhìn biết. Khá nhìn biết Đức Giê-hô-va. Khá gắng sức nhìn biết Ngài. Rồi. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Ngài muốn dân của Chúa nhìn biết Ngài, phục hồi mối liên hệ với Chúa để được ban phước dồi dào. Phục hồi mối liên hệ với Chúa để được ban phước dồi dào. Nhận biết, nhìn biết Chúa giúp nhận ra sự hiện diện chắc chắn của Chúa trong đời sống chúng ta. Nhìn biết Chúa có nghĩa là mình tìm kiếm Chúa, học lời Chúa để biết Chúa là ai, Chúa yêu thương mình như thế nào, Chúa dạy mình làm điều gì để mình làm theo và được Chúa ban phước cho mình. Thực hành, nhận biết Chúa qua thì giờ em học Kinh Thánh. Em cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Em tiếp tục làm điều này vì em luôn muốn được Chúa ban phước.
Ở đây có hình ảnh của một thiếu nhi đọc Kinh Thánh xong rồi cầu nguyện đây. Gợi ý cầu nguyện: em cảm ơn Chúa vì Ngài cho em nhận biết Ngài. Xin Chúa giúp con siêng năng học Kinh Thánh cầu nguyện để con nhận biết Chúa sống theo lời Chúa và được Chúa ban phước. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Xin Chúa giúp con siêng năng học Kinh Thánh cầu nguyện để con nhận biết Chúa, sống theo lời Chúa và được Chúa ban phước. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.